Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Seven News. Sau đây sẽ là những nội dung mới chúng tôi vừa cập nhật. Đang bình yên bên mẹ, bé trai bỗng đứng dậy cầm cây quăng về phía TV và cái kết. Theo hình ảnh từ camera an ninh trong nhà, hai mẹ con đang nằm tình thương biến thương trên nệm người thì xem điện thoại, người thì nhìn tivi, dù mỗi người một hướng khác nhau nhưng không khí hòa hợp yên bình. Và có lẽ cậu con trai cảm thấy cuộc sống an ổn quá không quen, nên sau đó bất tình lình đứng dậy, rồi cầm cây roi mà thường ngày mẹ dùng để vuốt mông mình, rồi lấy sức quăng thẳng về phía chiếc tivi treo trên tường. Rất chính xác và lực dùng cũng đủ, khiến cho màn hình tivi lập tức nổi sọc trắng đen. Một bên có hình, một bên mất hình. Sự việc xảy ra khiến cho cậu nhóc không tin mình, vừa làm chuyện đáng sợ như vậy. Còn người mẹ giật mình xong thì bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống. Đoạn video kết thúc tại đó, nhưng ai cũng đoán ra được diễn biến sau đó. Hôm nay cây roi làm việc hơi cực à, bình thường 10 roi, nay 50 roi. Khi bạn cảm thấy bạn và mẹ đang sống quá yên bình, rồi tự nhiên đang coi phim, cái đứng dậy cầm cây lên trọi vậy, lạ lùng ghê. Tiếng khóc xé lòng của 6 mẹ con nạn nhân trong vụ sập giàn giáo trong căn nhà cấp 4 vừa sửa chữa xong, di ảnh của anh Bùi Văn Đạt, 38 tuổi, trú Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa, người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại nhà dân ở xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống vào ngày 18 tháng 12, được đặt giữa nhà để người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng đến phúng viếng. Vẫn chưa tin vào sự thật, chị Hà Thị Huyền, 28 tuổi, vợ anh Đạt, liên tục ngã quỵ và khóc ngất trước bàn thờ chồng, được người thân dìu đi và trấn an. Chị Huyền mới đứng vững trở lại. Chị Huyền kể, Hai anh chị cưới nhau năm 2013. Trước đó, anh đã có hai con với người vợ đầu. Lúc mới về chung sống, hai vợ chồng thu diện hộ cận nghèo. Nhưng bằng sự nỗ lực làm việc không quản ngày đêm, anh đã xây được căn nhà nhỏ làm nơi trú ngụ cho mấy mẹ con. Khi ba đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng kinh tế thêm đè nặng trên vai, nên anh đã đi vay ngân hàng gần 350 triệu đồng để đầu tư mua dàn giáo cốt pha cho các công trình xây dựng xung quanh khu vực thuê. Vào tháng 6 năm 2023, anh Đạt nói công ty Mark Home đề nghị cung cấp dàn giáo đổ bê tông cho nhà dân mà đơn vị này nhận được. Anh không ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm với công ty này vì anh trước nay chỉ hoạt động tự do, ai cần thì đến làm, chị Huyền cho biết. Anh ấy ra đi để lại khoản nợ cùng tương lai của những đứa trẻ. Khi còn sống, anh là trụ cột, đi làm nuôi sống gia đình và trả lãi ngân hàng. Trước nay tôi chỉ quanh quẩn ở nhà làm ruộng, chăn trâu, nuôi bò, rồi chăm sóc ba đứa nhỏ. Giờ anh đi, tôi không biết phải làm sao. Chị Huyền bật khóc. Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 15 ngày 18 tháng 12, gia đình ông Lê Văn Hùng ở xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống đang thi công đổ bê tông trần nhà thì bất ngờ bị sập giàn giáo. Vụ việc khiến anh Đạt tử vong. Ngôi nhà được thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay với bản vẽ. Thiết kế xây dựng gồm 3 tầng. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mắc Hôm 8 do ông Lê Duy Mạnh là giám đốc. Người dân hoảng hồn phát hiện xe máy và thi thể dưới mương cạn. Trưa 24 tháng 12, người dân trịnh xá thành phố Thủ Lý, Hà Nam bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy nằm ở dưới con mương cạn nước cạnh đường. Vị trí phát hiện xe máy là khúc cua gần cầu vàng. Khi lại gần thì thấy có một thi thể nên người dân đã cấp báo sự việc lên chính quyền địa phương. Sau đó, công an địa phương đã cho cậu chiếc xe máy và đưa thi thể lên bờ. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, tên Hùng, sinh năm 2007, trú tỉnh Hà Nam. Nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian từ khuya 23 đến rạng sáng 24 tháng 12. Người dân địa phương cho biết, vào tối hôm trước ngày xảy ra tai nạn, nạn nhân điều khiển xe máy rời khỏi nhà, sau đó thì mất liên lạc. Nhiều khả năng do không làm chủ tốc độ nên khi vào khúc cua đã lao xe xuống mương. Đoạn đường xảy ra vụ việc lại không có nhà dân và đèn đường nên không ai phát hiện, cứu giúp dẫn đến sự việc đau lòng. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Người đàn ông mù và mâm cỗ trong ngày rỗ của mẹ làm cư dân mạng xem mà xúc động. Người đàn ông trong video đã ngoài 60 tuổi, nhưng đến rỗ mẹ, ông vẫn nhớ rõ. Thậm chí đôi mắt mù lòa cũng không làm khó được ông, chuẩn bị cho mẹ một mâm cơm đầm ấm. Trên mâm cơm chỉ là món thịt luộc cùng vài cây xúc xích là đắt tiền, nhưng đã là cả một tấm lòng quý giá và hiếu thảo của người con. Dù đã lớn, có con có cháu, cuộc sống cũng không có điều kiện mấy để mà làm mâm cao cỗ đầy cho người mẹ đã khuất. Nhưng bác trai vẫn luôn khắc ghi ngày mẹ ra đi và cố gắng dành những gì tốt nhất mình có thể để tưởng nhớ đến mẹ. Con cái cho cha mẹ bao nhiêu đồng cũng đáng quý, nhưng lại có hai đồng sẵn sàng cho cha mẹ hết hai đồng thì càng phải được khen ngợi nhiều hơn. Một vài bình luận xúc động của cư dân mạng về mâm cơm đơn giản của người con mù trong ngày dỗ mẹ. Vũ trụ bao la rộng lớn cũng không lớn bằng ơn nghĩa mẹ cha. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, xem mà xúc động quá. Có người tôn thờ mẹ cha như thế đấy, những người này kiếp sau sẽ có ba mẹ đủ đầy hạnh phúc. Cụ mình 90 tuổi, quên tất, nhưng lúc nào cũng nhớ ngày dỗ cha, dỗ mẹ. Hiệu trưởng Đại học Harvard bị cáo buộc đạo văn Luận án tiến sĩ và một số nghiên cứu khác của Hiệu trưởng Đại học Harvard Claudine Gay bị tố cáo vi phạm nghiêm trọng quy tắc về liêm chính. Theo tờ Washington Free Beacon, Hiệu trưởng Claudine Gay nhận được 39 cáo buộc đạo văn ở 7 công trình nghiên cứu, gồm luận án tiến sĩ của bà Luận án tiến sĩ năm 1997 của bà Gay với tựa đề nắm quyền, thắng lợi bầu cử của người da đen và sự tái định nghĩa của chính trị Mỹ đã trích dẫn nhiều phần từ một công trình xuất bản năm 1996 của hai tác giả Bradley Palmquist và Stephen Vogt, nhưng không chú thích hoặc đặt các phần văn bản trong ngoặc kép. Free Beacon cho rằng, việc lấy bất kỳ ý tưởng hoặc ngôn ngữ nào từ người khác mà không ghi rõ nguồn trong bài viết của bạn bị coi là đạo văn. Đặc biệt, đây là công trình từng được trường trao thưởng do có chất lượng xuất sắc. Giáo sư Carol Swain hôm 20 tháng 12 kêu gọi Harvard sa thải hiệu trưởng Claudine Gay cũng như bổ nhiệm hiệu trưởng mới có khả năng mang lại sự trong sạch trong nghiên cứu. Còn phó giáo sư Stephen Vogt cho rằng, bà Gay có đạo văn của ông nhưng đây không phải sao chép ý tưởng nên hệ quả không nghiêm trọng. Harvard Corporation tổ chức điều hành Đại học Harvard hôm 12 tháng 12 cho biết đã nhận được các cáo buộc đạo văn liên quan tới ba ấn phẩm khoa học của bà Gay từ cuối tháng 10. Sau khi điều tra độc lập, kết quả cho thấy một số trường hợp không được trích dẫn đầy đủ, nhưng chúng không vi phạm tiêu chuẩn về nghiên cứu của trường. Cả Harvard và Gay đều chưa bình luận gì về cáo buộc đạo văn trong luận án năm 1997. Người đàn ông U50 chết trong nhà tắm bị cắt hai tinh hoàng Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình cho biết đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra vụ thi thể người đàn ông 50 tuổi trong nhà tắm trong tình trạng dương vật đã bị lột da và hai bên tinh hoàng bị cắt mất. Theo thông tin điều tra ban đầu, một buổi sáng bà Nguyễn khi đi ngang qua hàng xóm là nhà ông Lê Văn Kha, 50 tuổi ở huyện Vũ Thư. Thấy cổng không khóa và người cũng không thấy đâu, nhưng vẫn chưa vào hỏi vì người đàn ông này ở một mình. Đến 16 giờ cùng ngày, thấy cửa vẫn mở toang, bà Nguyễn có linh cảm không hay nên vào gọi ông Kha, Gọi mãi không thấy chủ nhà trả lời, bà Nguyễn ngó nghiêng quanh nhà và phát hiện ông Kha nằm gục trong nhà tắm. Quần tụt đến đầu gối, máu chảy lên láng. Hoảng sợ, bà Nguyễn chạy đi kêu cứu. Một lúc sau, họ hàng của ông Kha đã đến và đưa ông ra giường, lau sạch toàn bộ chỗ bị cắt, còn nhà tắm được dội nước rửa sạch. Đến tối khoảng 19h30, người dân đã báo tin đến công an xã Tân Phong là ông Lê Văn Kha chết không bình thường, hai tên hoàng bị cắt, dương vật bị lột da dẫn đến mất máu. Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng đã không thể khám nghiệm hiện trường vì người nhà đã thu dọn sạch sẽ. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thể làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Lê Văn Kha. Gia đình cho hay, ông Kha có ba người con gái, hai cô chị đã lấy chồng và ở riêng, còn cô út đang sống cùng mẹ ở nước ngoài. Vì thế, ông này đang sống một mình nên việc điều tra có phần gặp khó khăn. Bỏ quê quán và vân tay trên thể căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ngày 25 tháng 12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố các luật đã được Quốc hội khoảng 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Thông tin về luật căn cước tại buổi họp báo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết luật căn cước năm 2023 quy định mở rộng, tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu căn cước so với luật căn cước công dân năm 2014 để trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin người dân. Luật căn cước năm 2023 cũng quy định các nội dung trên thẻ căn cước, trong đó đổi tên thẻ căn cước công dân thành căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật cũng đã sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay và sửa đổi theo quy định về thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ, thành số định danh cá nhân, căn cước, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú trên thẻ căn cước. Theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, việc thay đổi cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và đảm bảo tính riêng tư của người dân. Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ căn cước. Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay. Cháy trung cư 27 tầng tại Hàn Quốc, 31 người thương vong. Sáng ngày 25 tháng 12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một tòa nhà trung cư ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Theo hãng tin Yonhap, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 4 giờ 57 phút trên tầng 3 của tòa nhà chung cư 27 tầng ở Seoul, trong đó hai người đàn ông khoảng 30 tuổi và một phụ nữ khoảng 70 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim. Sau đó hai người trong số họ đã tử vong. Trong quá trình sơ tán khỏi tòa nhà, 28 người bị chấn thương, trong đó có nhiều người bị ngạt khói. Khoảng 20 người đã được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong khi đó, 222 nhân viên cứu hỏa cùng 57 phương tiện Chữa cháy được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ, sau 3 giờ, hỏa hoạn đã được khống chế, hiện cảnh sát và cơ quan cứu hỏa đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Tổ chức quốc tế nào sẽ đánh giá an toàn hệ thống metro số 1. Tuyến metro số 1 hiện đã đạt 97,04%, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu khai thác thương mại vào tháng 7 năm 2024. Nhưng trước khi đưa vào vận hành, metro số 1 cần được tổ chức tư vấn độc lập đánh giá an toàn hệ thống, vấn đề này đã được quy định tại luật đường sắt 2017. Tổ chức đánh giá là tổ chức độc lập có năng lực phù hợp, được công nhận bởi các tổ chức chuyên môn quốc tế, cung cấp dịch vụ đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống cho đường sắt đô thị. Trước đây, tuyến Metro Cát Linh Hà Đông an toàn hệ thống do liên danh tư vấn đến từ Pháp đánh giá. Với tuyến Metro số 1, liên danh Bureau Veritas Việt Nam, Bureau Veritas Exploitation, Bureau Veritas Quality Service, sang hai Project Management, TEG, gọi tắt là liên danh BVT, được Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn là tổ chức chứng nhận an toàn độc lập. Liên danh gồm có các chuyên gia đến từ Pháp, Nhật Bản và một số nước châu Âu khác. Trong đó, Bureau Veritas là một tập đoàn lớn với gần 200 năm trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật trên toàn thế giới. Ông Takebayashi, phó giám đốc dự án, đánh giá an toàn tuyến Metro số 1 thuộc liên danh BVT cho biết với các dự án đường sắt, công tác thử nghiệm, đánh giá an toàn là rất quan trọng. Bởi hệ thống đường sắt đô thị có công nghệ tương đối cao, các hệ thống liên thông với nhau, việc điều khiển chủ yếu là tự động, lại chuyên trở một lượng khách rất lớn. Đối với các quốc gia khác, từ khi hoàn thành công tác thi công rồi tiến hành các thử nghiệm, đánh giá sẽ mất tối thiểu 6 tháng. Nam sinh Cà Mau chế tạo ngón tay giả bán tự động nhận học bổng Nguyễn Trọng Tính, Cà Mau, là sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Tính là một trong 200 bạn được học bổng Sharing The Dream 2023, chia sẻ giấc mơ. Đây là năm thứ hai mình được nhận học bổng. Mình cảm thấy tự hào về thành quả bản thân đã cố gắng. Mình thấy học bổng không những hỗ trợ về tài chính mà còn giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình về mặt tinh thần, điều đó mang lại giá trị còn lớn hơn hỗ trợ về tiền bạc, tính chia sẻ. Trong buổi trao học bổng, tính tự hào khi được giới thiệu về dự án, ngón tay giả bán tự động trước mọi người tính cho biết nam sinh cùng các thành viên trong dự án đã dành ra một năm để nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm nhóm mình thấy các sản phẩm hỗ trợ cho người khuyết tật ở ngoài thị trường quá đắt nên đã bắt tay cùng các bạn đi tìm ý tưởng lúc đầu chúng mình đã thất bại nhiều lần khi suy nghĩ về những điều xa xôi tuy nhiên chúng mình vẫn không bỏ cuộc tính nói tính cho biết trong lúc mọi người bí ý tưởng nhóm phát hiện ra Ông của một bạn trong nhóm bị khuyết tật ngón tay. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thể chất lẫn tinh thần của ông. Vì vậy, nhóm đã quyết định thực hiện dự án ngón tay giả, với sản phẩm giá cả thấp giúp nhiều người khuyết tật hơn có thể tiếp cận. Trong tính thấy tự hào khi dự án ngón tay giả bán tự động đã được thuyết trình tại buổi đón tiếp đoàn đại biểu tại trường Đại học Cần Thơ. Bên cạnh đó, nam sinh còn đạt giải nhất cuộc thi dự án khởi nghiệp tiềm năng trong số học sinh sinh viên trường Đại học Cần Thơ mở rộng năm 2023 giải ba cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau và giải khuyến khích cuộc thi CAC 2023. Ngoài ra, Tính còn tham gia một số hoạt động tình nguyện, chương trình hướng tới lợi ích cộng đồng và trở thành đại sứ trong hành trình một năm đồng hành cùng học bổng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.